Hello anh em, hôm nay là ngày 16 tây tháng 5 năm 2022. Bên Dù cũng cầm tay NT cũng mới về thêm, tiếp tục về thêm một máy có cái ký hiệu là Denso ha. Máy này thì nó vừa phát hàng phát điện anh em ha, vừa phát hàng phát điện. Thì máy này thì máy lớn ha anh em. Máy này thì cái dòng hàng của máy là được 350 A ha. Nó hàng hai chức năng luôn, một chức năng một là hàng 350 A ha. Chức năng thứ hai là cũng như là nó hàng được siêu 2 luôn nha anh em. Ha, nó có cổng hàng siêu 2 luôn mà vừa phát điện luôn cho anh em. Rồi thì cái máy này thì nó có một cái chức năng nữa là nó phát ra dòng điện là 3 kW nha anh em ha. Rồi bây giờ sau đây là mình cũng xin cái phần báo giá cho anh em. Rồi mình vô chi tiết cho anh em xem cái ngoại hình của máy luôn ha. Rồi đầu tiên là cái máy số 1 ha. Phát điện phát hàng của dòng Denso 350 ha. Thì đối lại cái máy mã số 1 này mình có giá bán cho anh em với giá là 37 triệu nha anh em. Ha, 37 triệu. Rồi. Bây giờ mình xin vô chi tiết cái phần mặt cắp lô trước cho anh em xem cái chức năng của máy luôn ha. Đây. Đầu tiên là mình hướng dẫn từ cái bảng mặt cắp lô từ bên phải đi qua ha. Đầu tiên là nó có cái chìa khóa đề nha anh em. Ha, chìa khóa đề là cũng như là nó ba chức năng nè ha. Cái này là chế độ on ha. Rồi anh em gạt qua hết là đề. Còn mà anh em mà gạt qua chế độ xong thì cái máy này không cần thiết xong đâu nha anh em ha. Nó có chế độ xong luôn nhưng mà không cần thiết xong, tại vì cái máy này nó còn rất là mới, rất là đẹp luôn, không cần chế độ xong ha. Rồi tiếp tục nữa là xuống cái đồng hồ báo giờ đây ha. Đồng hồ báo giờ nó chạy mới có 1.500 giờ thôi nha anh em. Máy này nó mới chạy 1.500 giờ à. Thì kế bên là ở trên đây là một cái CB ha, CB của ba cái ổ chui bên dưới ha. Mỗi ổ là 15 A, ổ tổng là 30 A nha. Ổ tổng là 30 A. Rồi, tiếp tục là mình sẽ di chuyển qua bên cái phần hàng ha. Phần hàng thì máy này thì nó có chức năng hàng siêu 2. Đó, có chức năng hàng siêu 2 ha. Cái hàng que là được từ 1 ly cho tới 1 ly 2 nha. Đó, chế độ hàng siêu 2 anh em ha, 1 ly tới 1 ly 2. Rồi mình sẽ di chuyển qua là cũng như là chức năng là chỉnh ha, chỉnh dòng hàng của siêu 2 đây ha. Chỉnh dòng hàng siêu 2 nằm bên dưới chứ, quên xóa đi anh em nha. Chỉnh dòng hàng siêu 2 là sẽ nằm bên dưới đó, là anh em chỉnh lửa ha. Rồi tiếp tục là qua tới cái dòng hàng của dòng hàng cơ ha, dòng hàng que hàng mình á. Đây là hai cái biến chỉnh là để chỉnh chỉnh lửa. Kế bên là đồng hồ báo won. Đây, đồng hồ báo won ha. Rồi đồng hồ báo ampere chứ, quên số đi anh em nha. Đồng hồ báo ampere nằm trên, đồng hồ báo won nằm bên dưới nha anh em ha. Đồng hồ báo won nằm bên dưới. Đây. Rồi. Sau đây mình sẽ mở cái này, cái nắp lên ha. Thì một cái chữ nó có cái ký hiệu trên đây ha, anh em hàng cơ á, hàng que á đó. Đó là cũng như là anh em cọc trừ bên đây qua tới cọc cộng bên đây ha, là hai cọc bìa. Còn anh em mà muốn hàng mà siêu 2 thì anh em hàng chính giữa nha ha, hàng chính giữa nè, đó có để là siêu 2 nè ha, có chữ siêu 2 nằm giữa đó. Rồi ở đây á, còn hai ổ chui này á, là anh em tiếp xúc vô là những cái con rùa hàng anh em ha, rùa hàng á đó. Đó, nó có con rùa hàng là anh em cứ cắm dây rùa hàng vô đây là lúc đó là anh em sử dụng thôi ha. Đây là mặt trước đây, khá là đẹp nha. Thì cái máy này nè mình thông báo rõ luôn cho anh em ha, cái máy này á, là ở bên Nhật á, là coi như là nó có sơn cọ qua ha, nó có sơn cọ qua. Nhưng mà mình về mình thấy cái sơn cọ nó sơn tèm lem quá, mình thử ra mình xả hết bỏ sơn cọ, mình sơn lại cái phần ngoài cho anh em nha. Còn nói về cái phần bên trong là máy mình sẽ bao cho anh em 100% virgin nha anh em ha, 100% virgin. Tại vì bên Nhật á, cũng như là ưa có tình trạng mà
quẹt cọ, sơn cọ mà lấy cái tay quẹt, quẹt quẹt lên mình nhìn rất là tèm lem, rất là xấu. Thành thử ra mình xả lại hết toàn bộ, mình có sơn lại cho anh em để cho cái máy mình nó coi nó được mắt ha, cho nó đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển qua cái phần bên máy ha. Đây. Rồi thì động cơ máy nè, động cơ máy thì nó chạy, nó chạy máy của dòng Mitsu ha. Đấy, 4KD nha anh em ha. Đó, 4 máy K4D nha anh em ha. Đó, nó chạy là máy của dòng Mitsubishi K4D nha. Đó, máy là 4 máy đây. Đó, máy này nó rất là tiết kiệm nhiên liệu nha anh em. Đó ha, bét nè, đồ nguyên zin hết. Máy này rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Đây, quay chi tiết vô dài dài trên máy cho anh em ta xem luôn. Cũng như là tình trạng bên trong là mình cam kết cho anh em 100% là zin hết toàn bộ nha, chưa có đụng chìa khóa nào vô. Đó, còn cái phần bên ngoài á thì mình có đã có nó thông báo cho anh em rồi ha. Anh em nhìn nè, mấy cái ốc ống dầu nè, chưa có đụng có chìa khóa nào vô hết. Máy là nguyên zin hết luôn. Ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình sẽ mở nắp cửa bên đây cho anh em xem luôn. Cái phần bên cái cục demo, demo phát điện phát hàng luôn cho anh em xem. Cục demo phát điện phát hàng khá là lớn anh em ha. Đây. Đây. Đó, anh em thấy không? Đồ bên trong nè. Ốc là toàn 7 màu đều rang hết anh em. Máy này thì đặc biệt là nó có thêm một cái bơm dầu nha. Đó, cũng như là anh em chạy là nó có cái bơm dầu trợ lực, là cũng như là anh em chạy là rất là ok ha, rất là ngon ha. Đây, cái phần điều chỉnh cái dòng hàng, đây là con cục sạc đây. Ha. Cục sạc của Mitsubishi. Máy Isaban. Đó, cái này là sạc qua bình nha anh em. Thì máy này là cũng như là nói về đồ bên trong là ốc tán là còn 7 màu đều rang hết nha. Đó, mình sẽ cam kết cho anh em ha, mà bao cho anh em là zin hết 100% nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cho anh em xem bên dài dài xuống cái phần mặt sau ha. Đây, đây mặt sau của máy đây, đóng hiệu Denso ha, chỉ nổi. Cách nước nằm bên trong đây nha anh em ha. Đó, cách nước nằm bên trong. Tại vì cái anh em nhìn nè, cách nước bên trong còn khá là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình quay qua cái phần bên cái mặt bình cho anh em xem nha ha. Đây là cái mặt bên bên hông của máy ha. Đây. Đó. Anh em nhìn nè. Quay vô trong dài dài trong máy cho anh em xem luôn. Rồi anh em thấy ha, máy bên trong nha. Đó, nó còn rất là đẹp nha anh em. Ha, ốc bô nè. Còn xanh hết toàn bộ. Ha. Cái cổ bô nè, trắng tươi luôn. Đó, máy nhìn nó khá là đẹp nha anh em. Cái máy này thì mình bật mí rõ luôn là nó sơn cái màu cam này nè. Quay xuống màu cam. Đó, nó sơn cái màu cam này nè ha. Zin của nó là sơn màu cam. Nhưng mà bên Nhật là nó phái cái màu quân đội. Thành thử ra nó có quẹt cọ sơn qua lại cái màu quân đội ha. Đó, mình thấy tầm lem quá, về cái mình xả bỏ, mình sơn lại cái màu này. Màu cũng màu xám luôn, cũng tương tự màu quân đội ha. Cũng dễ nhìn, dễ coi ha. Cũng khá đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình mở luôn cái phần cục demo cho anh em xem nha. Đây, đây, đó, anh em theo. Đây là cuộn hàng ha. Đó. Nhìn nó làm đồ rất là chắc chắn, cục demo khá là lớn nha nè. Ha, cục demo phát điện phát hàng khá lớn. Nó chạy cái đầu máy Mitsubishi K4D mà bốn bốn máy mà anh em cũng đã biết rồi. Cũng như là máy này nó chạy khá là khỏe.
Đó thì cái máy này thì đặc biệt là rất là thích hợp cho những anh em ha mà đi chẳng hạn như tàu biển hoặc là xà lan ha. Đó thì đối với cái máy này thì nó đáp ứng được cái nhu cầu hàng cho anh em hàng được que 8 ly luôn nha. Đó cái máy này anh em hàng được que 8 ly luôn. Đó, anh em hàng được que 8 ly luôn. Rồi vừa có dòng hàng mà vừa có dòng điện luôn. Thì rất là thích hợp cho những anh em mà đi tàu biển ha hoặc là đi xà lan. Đó. Còn anh em làm trên bờ thì anh em đi công trình thì anh em có cái máy này là anh em hàng rất là khỏe nha. Cái máy này thì nó đáp được cái nhu cầu là cho anh em hàng được là que 8 ly. Ha. Hàng được que 8 ly. Rồi bây giờ mình xin đóng cửa lại cái đầu mình test máy cho anh em xem nha. Rồi sau đây là mình bây giờ mình xin bắt đầu test máy cho anh em xem nha. Đây ha. Thì dây dây mát thì anh em cho bên cọc trừ ha. Đó. Cái dây này cái chân này bự quá. Okay. Rồi bắt đầu tiếp tục là một cái dây dây kìm hàng ha. Dây kìm hàng thì anh em cho qua chân cọng ha. Rồi ok vô. Rồi thì đối này máy này thì nó vừa phát hàng nó vừa phát điện nha anh em ha. Bây giờ mình đã câu cái điện hàng rồi ha, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình cắm vô cái ổ điện ha. Ổ điện này là ổ điện của điện này là điện 110 nha anh em ha. Đó mình thông báo rõ nha, điện này là điện 110 ha. Đó anh em cắm vô. Rồi, bắt đầu bây giờ mình vừa test tải điện và vừa test tải hàng luôn cho anh em xem nha. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình test máy luôn nha. Mình mở chế độ mà tiết kiệm nhiên liệu cho anh em xem ha. Đây, lên đèn ha. Bắt đầu đây. Máy chạy rất là im ha. Đó anh em thấy tiết chế độ tiết kiệm này nha. Đó, chế độ chậm á ha. Khi mà anh em mà ăn tải là bắt đầu máy tự động nó kéo ga lên nha anh em ha. Đó, khi mà anh em mà chẳng hạn như anh em chấm hàng là không như nè, chấm hàng là tự động máy kéo ra lên. Bây giờ máy đang hoạt động rồi, bây giờ mình nhờ sẽ cho anh em xem cái nào trong máy ha. Máy này là siêu cách âm nha anh em. Ha, đóng cửa lại là cũng như là nó cực kỳ im luôn ha. Đó, quay dài dài rồi luôn. Máy là khô rang sạch sẽ nha nè. Tình trạng máy móc là bên trong là nguyên hết, nguyên hết 100% nha. Mình cam kết 100% cho nên. Rồi, thôi qua. Ống bô xả đây. Đó, anh em thấy không? Ống bô xả cũng như là chạy là không có miếng khối luôn. Rồi tiếp tục mình mở cho bên đây ha. Máy này coi như là nó mới chạy có 1,5 giờ thôi, tính ra thời gian chạy nó là coi như là thời gian chạy nó rất là hết.
cũng như là mình đang đứng sát bên máy luôn ha, nhưng mà mình nói chuyện rất là bình thường ha, bởi vì cái máy này cái độ cách âm của nó rất là yên ha. Rồi bây giờ sau đây mình sẽ test điện chứ mình test tải luôn ha, test điện xong cái test qua hàng luôn. Đây, mở CB lên nha anh em. Đây, đây là CB của cái của bên cái ba ổ chua bên đây ha. Để anh em mở cái ổ chua lên. À, rồi bây giờ ta test tải ha. Trên 600 kg nha anh em ha, nó tính trọng lượng khô là 570 kg ha. Đây là mình sẽ cho anh em xem luôn các bạn thông số ha. Đây là dòng hàng là 350A nè ha. Đó, cái độ hàng là 34V ha. Rồi đây cái dòng phát điện nè ha, 3kVA 30A phát ra dòng điện 110V ha. Rồi chạy cái đầu máy là của Mitsubishi K4D ha. Đó, khá là yên nha anh em. Rồi bây giờ còn mà nếu mà anh em mà muốn cho tải trực tiếp á thì anh em nhắn đây xuống ha.
Đây nè on nè, mình đang mở chế độ on tiết kiệm điện ha, tiết kiệm nhiên liệu nè. Còn sau khi mà anh em mà muốn cho tải trực tiếp á, thì anh em cứ nhấn xuống đó là máy tự động nó cũng như nó phát điện trực tiếp luôn ha. Đó, nhưng mà anh em mà nếu mà xài kiểu như mình xài ít á, thì anh em cứ mở lên chế độ tiết kiệm nhiên liệu đi ha. Khi nào mà máy mình buông ra mình không xài nữa là cái bắt đầu máy mình nó sẽ sụp ga xuống, nó tiết kiệm nhiên liệu của mình. Rồi bây giờ mình xin tắt máy luôn nha anh em ha. Rồi bây giờ sau đây là cái phần đọc lại một cái thông số cho anh em rồi mình sẽ báo giá lại một lần nữa nha. Rồi mã số 1 phát điện phát hàng của dòng Denso ha, 350 đó, thì nó phát ra dòng hàng là 350 ampe. Còn phát ra dòng CO2 á ha, dòng hàng CO2 á là hàng được que một ly ly 2 nha anh em ha, hàng que được một ly ly 2. Phát ra dòng điện của 110 á thì được 30 ampe ha, 30 ampe. Thì đối với lại cái máy phát hàng phát điện Denso này á thì nó chạy cái đầu máy của Mitsubishi K4D nha anh em ha, Mitsubishi K4D. Rồi bây giờ sau đây là cái phần báo giá cho anh em nha. Rồi máy phát điện phát hàng Denso 350 này có giá bán cho anh em với giá là 37 triệu nha anh em ha, 37 triệu. Rồi thì giống như là hàng mình cũng mới về tới thì mình để lên đây phục vụ cho anh em. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì anh em ủng hộ cho mình ha. Số điện thoại mình là 0914711438. Mình là tên Tình nha anh em. Địa chỉ mình là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh em mà muốn tới địa chỉ mình anh em xem hàng thì anh em cứ search vô Google Maps, dụng cụ cầm tay NT Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.